thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn dắt anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, đoạn tin mừng theo Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe, cái này đã được chọn đọc cho thánh lễ mừng kính Chúa Ba Ngôi. Chúng ta nghe chính Chúa Giêsu đã xác định một cái thực tế về mầu nhiệm Thiên Chúa, đó là mầu nhiệm mà con người khó có thể hiểu thấu hết được, nhất là một cái thời gian giới hạn nào đó. Dù Chúa Giêsu đã làm rất nhiều cách thế với sự tác động âm thầm của Chúa Thánh Thần, nhưng mà Chúa Giêsu nói cái sự thật cho các tông đồ biết rằng thì còn nhiều điều muốn nói với anh em lắm, mà nếu nói hết bây giờ thì anh em chịu không nổi nữa. Và rồi Chúa Thánh Thần khi Ngài đến thì Ngài sẽ dẫn anh em đến chân lý vẹn toàn, rồi cho anh em hiểu từ từ. Mà ta nghe Ngài sử dụng cái từ dẫn anh em đi. Và cái đường Chúa Thánh Thần dẫn là không có ngắn đâu. Chúa Thánh Thần dẫn như là một cái lộ trình dài lắm mà không biết nó là bao xa. Nhưng muốn nói rằng cái điều đó là một cái điều cam go lắm. Nên mầu nhiệm của Thiên Chúa và đặc biệt mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, đó là điều khôn dò khôn thấu dưới cái sức của con người. Cho nên chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay không phải là lúc để chúng ta ngồi chúng ta chứng minh về Thiên Chúa Ba Ngôi thế nào là một Chúa mà ba ngôi mà lại một Chúa. Không phải chuyện chứng minh ở đây, như điều này vẫn được kể lại một cái câu chuyện. Có một vị vua đó rất là tốt lành, nhưng mà gần cảm thấy mình gần đất xa trời rồi thì ông mới nói với thần dân rằng đời ta được nhiều thứ lắm, nhưng mà có lẽ ta vẫn thao thức ước mong một cái điều là làm sao được nhìn thấy Chúa một lần. Lúc đó ta chết ta cũng cảm thấy mãn nguyện. Vậy thì ai trong các ngươi có thể giúp cho ta nhìn thấy Chúa? Có nhiều người cũng muốn, nhưng mà không biết làm sao để giúp cho vua điều đó. Thế rồi cuối cùng có một người mục tử, người đi chăn chiên, để đến gặp vua và nói rằng hy vọng con có thể giúp cho vua được thỏa niềm mong ước. Thế là vua mừng lắm. Chúng ta dẫn vua đi ra một cái cánh đồng vắng, và đang lúc mặt trời nó tỏa sáng, ông nói với vua: Vua hãy mở mắt lên, vua nhìn mặt trời, nhìn thẳng vào mặt trời xem ra. Vua nhìn lên và vua vội nhắm mắt lại đi. Vua nói: Trời, con tính giết ta sao mà bắt ta nhìn lên mặt trời thế này, đuôi con mắt ta làm sao.
Thì lúc đó người mục tử nó mới nói với vua rằng: đấy, chỉ có cái mặt trời cũng rất là một cái công trình nhỏ của Thiên Chúa, đó là một cái dấu vết của Thiên Chúa, mà với cái sức cặp mắt của con người, mắt của vua rất là sáng, nhưng mà vua chịu nổi, vua có khả năng để vua nhìn. Thế thì một Thiên Chúa cao cả, khôn giỏ khôn thấu, làm sao với cái cặp mắt liên kết với cái trí khôn cũng giới hạn như vậy, vua có thể nắm bắt được Thiên Chúa cho trọn vẹn được? Cho nên là ý định đó, nên vua nên thông qua đi. Và nhưng mà rồi nói là nói vậy, nhưng mà như vậy không có nghĩa là mình sẽ không thể biết gì về Thiên Chúa đâu. Con có thể giúp cho vua biết từ từ những cái điều liên quan đến Thiên Chúa, nó phản ảnh cái nét tốt đẹp vinh quang của Thiên Chúa. Dẫn vua đi một chút nữa trên cánh đồng và nhìn thấy có một cái đàn chim bay qua, nó hót ríu rít ở trên đó. Còn chỉ cho vua thấy cái đàn chim nó bay lượn, có vẻ vui vẻ thoải mái, và xem ra nó rất là hạnh phúc. Vua nhìn thấy không? Nó là thấy hay lắm, thấy cái cảnh thấy dễ thương. Và người mục tử đó mới nói với vua là: đấy, đó là cái dấu hiệu của sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn hiện diện, vẫn chăm sóc bao trùm cho từng con chiên một, để rồi sự chăm sóc của Ngài lo lắng cho nó, để nó có thể vui sống và hạnh phúc. Một chút xíu đó thôi, còn phải biết bao nhiêu những tạo vật khác vẫn được Thiên Chúa chăm sóc cho nó. Đó là những cái dấu vết của một Thiên Chúa, là tình yêu đang hiện diện bao trùm lấy cuộc đời của chúng ta. Và nếu chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa không có xa mình, mà Thiên Chúa trái lại luôn gần gũi để Ngài yêu thương chăm sóc chúng ta. Rồi ông dẫn vua đến bên một cái giếng, bảo vua bây giờ cứ nhìn xuống cái giếng coi thấy gì. Vua bảo thì thấy có gì đâu, thấy nước ở dưới có gì đâu. Người mục tử mới nói với vua: vua nhìn kỹ hơn đi, nhìn thẳng xuống mặt nước coi thấy gì dưới đó. Và vua đã nhìn kỹ một chút thì vua mới nói: ta thấy có hình ta dưới, nó phản ánh cái con người, cái khuôn mặt của ta dưới đó. Mục tử đó nó cũng là một cái cách thế để cho thấy rằng khi mình tìm Thiên Chúa, mình dễ gặp cái con người thật của mình lắm. Mình đối diện với Thiên Chúa, mình cần thấy được cái con người của mình. Và đó cũng là những cái điều mà sau đó vua, vì vua đó cũng cảm thấy mắt mình mở ra dần dần, để trong khi mình cố gắng tìm Thiên Chúa, mình thấy được nhiều điều hơn. Và có lẽ từ cái kinh nghiệm đó, vua cũng có thể suy nghĩ để thấy rằng mỗi một con người với một vai trò, vị trí, một hoàn cảnh của mình, với một cái khả năng khác nhau, có thể nhìn thấy được những cái góc nhìn về Thiên Chúa, sẽ có thể có được những cái kinh nghiệm khác, mới mẻ và độc đáo riêng, để tất cả những điều đó góp thành là để cho chúng ta có thể hiểu được một cách sâu xa, phong phú và rộng lớn hơn về Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Lẽ là đó là điều mà hôm nay trong cái bối cảnh mà chúng ta cùng với tu đoàn Thiên Phúc hay là các cha, các thầy đây cũng thích gọi là cái gia đình Thiên Phúc. Gia đình mình tại chúng ta nghe được quảng diễn qua cái bức tranh đó, tranh diễn tả nói với chúng ta rất nhiều điều. Nó không phải chỉ là bức tranh mà nó diễn tả nhiều cái chân lý nó tàn ẩn ở trong cái bức tranh đó. Nó cho chúng ta hiểu về cả Thiên Chúa Ba Ngôi lẫn những cái hoạt động của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và ở đây chúng ta thấy một cái gia đình được coi là gia đình thánh đó. Gia đình thánh này không phải chỉ có ba người mà là chính cái cộng đoàn Ba Ngôi Thiên Chúa và cái cộng đoàn gia đình Đức Maria, Chúa Giêsu và Thánh Giuse. Rồi cái gia đình đó nó mở rộng ra để đón nhận cả những người trẻ, những người lớn tuổi,
để quy tụ lại, để làm cho cái cộng đoàn sum họp trong tình yêu thương, để được sống trong tình yêu thương, để làm nổi rõ lên cái khuôn mặt yêu thương tốt đẹp đó. Những cái hình ảnh mà lúc nãy khi chị Mạc Tiên đã trình bày, nó cho thấy cái công trình này không phải chỉ là cái nhà đâu, mà là qua đây nó nói lên một cái cộng đoàn đang hiện diện ở đây, muốn làm nổi bật lên sự hiện diện của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta có thể thấy cái mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa với Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hóa. Giáo lý dạy chúng ta rất đơn giản như vậy, tóm gọn để cho mình dễ nhớ và nhiều khi cũng không dễ hiểu cho thế. Thế nhưng mà những điều đó có thể làm cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là Cha ngày hôm nay không có phải Ngài né tránh ẩn khuất ở trên trời cao đâu, mà Ngài vẫn hiện diện ở nơi đây, để rồi với những cái hoạt động nhằm tạo dựng, nhằm để đem lại cái hạnh phúc, chuyển thông sức sống và tình yêu, mang lại hạnh phúc cho những con người. Hoạt động đó đang bày tỏ Chúa Cha, bày tỏ chính những sự hiện diện và bản chất của Thiên Chúa là Cha. Rồi những hoạt động nhằm yêu thương, chữa lành, nhằm muốn cứu vớt, nhất là những con người bé mọn, nghèo nàn, đau khổ mà chúng ta được mời gọi để đón nhận, để yêu thương, để phục vụ, như cộng đoàn tu đoàn Thiên Phúc ở đây đã lập nên cái ngôi nhà này, thì không phải chỉ là cái cơ sở để cho các thành viên của tu đoàn ở không, nhưng mà còn là để nơi để tiếp đón những con người bé mọn, đau khổ, bị bỏ rơi, là hiện thân của chính Chúa, để làm những công tác giáo dục, công tác yêu thương, nâng đỡ, để làm cho hình ảnh của Chúa được bật sáng lên ở trong những con người này. Cái hoạt động đó cũng đang bày tỏ chính cái sự hiện diện và hoạt động của ngôi hai Thiên Chúa. Và rồi chính ở nơi đây, những cái công tác giáo dục, công tác đào tạo, những cái công tác khai sáng từ cái văn hóa đến những việc học biết, và rồi nhất là niềm tin và tình yêu, nó để nâng cao con người. Những cái tác động đó cũng diễn tả một cái sức sống và hoạt động thánh hóa của ba ngôi, của Chúa ba ngôi, chủ của chính ngôi ba của Thiên Chúa ở nơi đây. Cho nên từ những cái suy nghĩ đó, từ những cái kinh nghiệm, từ cái cuộc sống rất là gần gũi từ trong đời thường ấy, chúng ta có thể cảm biết được rằng Thiên Chúa ba ngôi không có xa tuốt ở trên trời đâu, không có kinh nghiệm đến độ chúng ta không thể hiểu biết gì về Ngài đâu, mà là chúng ta có thể thấy Ngài rất gần với chúng ta, Ngài đang bao trùm lấy chúng ta, Ngài đang ở trong lòng của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta, trong gia đình nhỏ hay lớn của chúng ta, nhất là khi chúng ta biết sum họp lại, quy tụ lại để sống yêu thương, để cùng nhau mà phục vụ cho tình thương. Tất cả những điều đó nó giúp cho chúng ta hiểu và hiểu rõ hơn, và có thể nói giúp cho chúng ta giới thiệu về Thiên Chúa ba ngôi một cách sống động. Có thể người ta sẽ không có thể biết được những cái khảo luận thần học sâu xa, ít ai hiểu được, hay là các nghĩa giải thích chứng minh điều này, điều nọ, điều kia, làm cho người ta cảm thấy cái đầu mình nhỏ quá nên khó tiếp nhận được. Nhưng mà với những hoạt động yêu thương từ trong cuộc sống hàng ngày, qua những hình ảnh rất gần gũi thân thương ấy, có thể làm cho chúng ta cảm nhận được một Thiên Chúa là tình yêu, trở nên rất gần, rất thân thiện với chúng ta trong cuộc sống này. Lúc nãy khi mới bước vào cổng của tu đoàn, một em cũng nhìn những cái nét là biết là thành viên của trong nhà này, không phải là của thành viên tu đoàn Thiên Phúc, mà là thành viên được tu đoàn Phúc đón nhận vào gia đình như những trẻ nhỏ trên. Đấy, em nhìn có vẻ hơi đau, mà có vẻ có những cái nét khác nữa. Em đến là đưa tay lên đây bắt tay tôi, và tôi tưởng chỉ dừng lại thôi. Thế nhưng mà em tiến một bước xa hơn, đến sát gần tôi, và em gãi đầu vào người thôi.
Tự nhiên tôi cảm thấy một cái gì đó nó rất là gần gũi, rất thân thương. Mặc dù nhìn rồi em thấy em mồ hôi nhễ nhại, nhưng nó gục đầu vào mình thì áo mình khi nó cũng thay đổi đi tí. Thế nhưng mà tôi vẫn cảm nhận một cái tình yêu rất là gần, cảm thấy một cái sự hiện diện của Thiên Chúa nó đang mời gọi, nó rất sống động trong chúng ta. Và điều đó gợi nhớ cho tôi một cái câu chuyện kể lại ở tại một cái vùng đất của Trung Quốc. Ở đó có một em bé nhỏ, chưa được 10 tuổi, em bị bệnh cùi. Và hôm đó người ta vì có một cái đám đông, người ta hò hét và người ta có những cái dụng cụ để đánh xua đuổi em đó đi, và bảo vui vui để đuổi nó đi. Bất ngờ thì một vị truyền giáo đã thấy cảnh tượng đó đau lòng nên không dừng lại được, vị chạy đến và ẵm em đó chạy ra ngoài, và thế là người ta ngừng chuyện đó. Khi được yên ổn rồi thì cái em bé đó được vị truyền giáo mới đưa vào một cái trung tâm để chữa cho và để đón nhận những người bệnh phong. Đó em nó mới thỏ thẻ hỏi vị truyền giáo rằng tại sao mà chú lại làm như thế đối với con. Thì người trả lời là tại vì nó thương con, nó vẫn chưa thỏa mãn con, nhưng mà tại sao lại thì chú lại thương con như vậy. Nó bảo là bởi vì chú dựng nên con cũng như dựng nên ta, mà ta được dựng nên trước cho nên ta là anh của con, còn con dựng nên sau, con là em của ta. Là vì thế cho nên ta thương con và muốn giúp đỡ con như thế. Nói vậy thì bây giờ con phải làm gì để con đáp lại tình thương của chú đây? Và nó đã trả lời, từ nay con hãy dùng chính tình thương của con để chuyển cho những người chung quanh con đang tầm tình thương của con, nhất là ở trong cái trại phong này. Và ta nói rằng suốt 3 năm còn lại, em bé đó luôn luôn dùng tất cả mọi dịp, mọi khả năng của mình để chăm sóc, nâng đỡ, ủi an cho những người bệnh phong cũng trong hoàn cảnh như mình, nhất là những người già, người yếu đuối, khó khăn hơn mình. Và sau 3 năm em ấy đã được Chúa gọi về, và mọi người ở đó đều kháo láo nói với nhau tất cả sự tiếc xót rằng cái bầu trời bé nhỏ của chúng ta đã về trời rồi. Thưa cộng đoàn, có lẽ cái hình ảnh đó với những sự kiện xem ra rất là đời thường ấy lại muốn nói với chúng ta về một màu nhiệm rất cao cả, sâu xa, khó hiểu được, nhưng mà rất cần và giúp cho chúng ta, mời gọi chúng ta hãy sống màu nhiệm đó hơn là chỉ để hiểu, chỉ để lý luận, chỉ để cãi nhau. Chúa đã trở nên gần gũi với chúng ta bằng tình yêu tạo dựng và luôn quan phòng chăm sóc chúng ta. Tình yêu ấy Ngài cũng muốn luôn cứu vớt chúng ta để thăng hoa, chúng ta làm cho chúng ta không chỉ là người mà còn là con Chúa, là những con người được Chúa thương và để có thể được ấp thượng trên nước trời. Tình yêu ấy cũng là một tình yêu mà Thánh Thần hôm nay vẫn tác động, vẫn đồng hành, vẫn soi sáng cho chúng ta để giúp cho chúng ta càng ngày càng cảm thấu được thế nào là Chúa tình thương, thế nào là lòng thương xót của Thiên Chúa. Chắc chắn mọi người chúng ta đều được kêu mời để góp phần vào trong việc mà chúng ta làm sáng lên, làm sâu sắc thêm niềm tin của mình vào Thiên Chúa, và để có thể trở thành những chứng tá sống động và càng ngày càng dễ hiểu hơn cho những người đang cần được hưởng lòng thương xót của Chúa. Chắc chắn tu đoàn Thiên Phúc nay đây đã mời chúng ta đến đây để chia sẻ. Cái chắn không phải để chia sẻ cái nhà mới mà được mới xây dựng đến đây, hay chia sẻ những cái công trình bên ngoài, mà đúng hơn để muốn chia sẻ với chúng ta những cái tâm tình, những khát vọng, cái xác tín của mình về cái con đường mà Chúa mời gọi để làm chứng nhân cho tình thương của Thiên Chúa ba ngôi là Cha, Con và Thánh Thần. Để rồi chính khi chúng ta biết sống
như thế trong tình yêu thương, ta sẽ làm cho cuộc đời của mình, con người của mình mỗi ngày một trở nên dễ thương hơn và dễ làm phản ánh chính tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi trong dòng sự nhân loại này. Xin Chúa ban ngôi phúc lành cho tu đoàn Thiên Phúc, như cho tất cả chúng ta, và chơi vì tình yêu Chúa Ba Ngôi được giúp được chúng ta ngày càng hiểu thấu nhiều hơn để có thể sống với Ngài một cách gần gũi và liên tục hơn, để có thể góp phần làm vinh danh Chúa, làm cho Chúa được hiểu, được yêu và được trở nên gần gũi nữa đối với mọi người. Amen.